Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ gửi tất cả bạn các khúc cực kỳ hot ở trên TikTok, đó chính là các khúc Em Là Hoàng Hôn. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ được xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ để hai tay qua thế này. 1, 2 đổi, 3 đổi, 4. Rồi, phần hông mình sẽ đánh liên tục như thế này nha. Nếu mà bạn nào chưa biết làm phần hông thì Bin sẽ để video ở đây nha. Ok, Bin sẽ đếm lại 2 đi. 1, 2 đập, 3 đập, 4. Sau đó mình sẽ đặt tay 5, 6, 7, 8. Ok, cùng cái hông đó luôn nha. 2, đi. 1, 2, đập, 3, đập, 4, 5, 6, 7, 8. Kéo tay 1, 2, 3 và 4. Rồi xoay 5, 6, bung 7, bung 8. Ok, mình sẽ đếm lại. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó mọi người sẽ xoay phần tay 1, 2, 3, 4 là mình sẽ để tay trái tim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, động tác cuối cùng là mình đặt tay 1, 2, mở 3, vung 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, và bây giờ mình sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hay là muốn Bin làm bài hát nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đó là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.